Hello, xin thân ái kính chào toàn thể quý anh chị mình thân mến nha. Hôm nay Hiệp có mặt tại xã Phú Thạnh, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai nha quý anh chị. Hôm nay Hiệp trân trọng đem đến cho quý anh chị mình ha một mảnh đất phun hồng nha. Và hiện tại trên đất mình đang có là 100 mét thổ cư nha quý anh chị. Của ta là mặt tiền đường nhựa ha, mặt tiền đường nhựa mà cái đoạn này chưa có làm xong nha quý anh chị nha. Bây giờ Hiệp mời anh chị mình xem tiếp theo trong cái mảnh đất này nha. Bây giờ Hiệp mời anh chị mình cùng Hiệp chúng ta trước khi xem mảnh đất thì chúng ta nhìn toàn cảnh xung quanh nơi đây ha. Anh chị nhìn thấy đây trước mặt chúng ta đây là một con đường nhựa cực lớn luôn ha, là đường liên thông hết tất cả. Và ở đây nữa chúng ta sẽ có thêm một cái đường vào cảng nữa nha anh chị nha. Đó rồi, trước mắt chúng ta đây là toàn cảnh nơi đây đó. Thì bây giờ đây con đường ở đây của chúng ta nè, đó nó đằng kia là con đường nhựa cực kỳ lớn rồi ha, nhưng cái đoạn này là nó giáp ngã tư ngã năm cho nên là chưa có hoạt hiện không xong khu này nha. Thì bây giờ Hiệp cho anh chị mình xem toàn bộ nơi đây nha. Ở đây chúng ta có đây ha anh chị nha, đây là cái cột mốc bê tông có hàng rào B40 nha. Thì đây là cái mảnh đất của chúng ta đó, hôm nay Hiệp đem đến cho anh chị mình toàn bộ cái khu này nha. Ở đây chúng ta có là 19,27 mét mặt tiền nha anh chị. Đây Hiệp đang đi lại cái cột mốc bên đây để cho anh chị mình xem nha. Ở đây là chúng ta qua tới bên đây nha, 19,27 mét đó. Rồi chúng ta giáp qua đây nha. Ở đây mảnh đất của mình đây. Chiều sâu này của mình anh chị nha. Đó, bây giờ Hiệp sẽ nói thông tin chi tiết cụ thể chiều sâu của nó là được 104,6 mét nha anh chị. Chiều sâu là 104 và trên đây chúng ta là hiện tại là cái đất này đã phun hồng nha anh chị. Và chúng ta hiện tại có trên chỗ sổ hồng chúng ta là có là 100 mét thổ cư nha. Đó, anh chị mình yêu mến cái mảnh đất này, alo cho Hiệp qua số điện thoại 0817187979 nha anh chị. Và hiện tại cái mảnh đất này chúng ta thuộc xã Phú Thạnh, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai nha quý anh chị nha. Anh chị mình biết thì khu Nhân Trạch này rồi ha, nó rất là sầm uất ha anh chị nha. Và đặc biệt ở đây chúng ta gần cảng rồi khu công nghiệp vân vân nha. Có lẽ là Hiệp nói Nhân Trạch cái khu này thì anh chị mình không cần phải bàn cãi gì thêm ha. Cái quan trọng là hôm nay Hiệp công bố cho anh chị cái mảnh đất này nha. Chúng ta có giá bán cái mảnh đất này là 18 tỷ nha anh chị. 18 tỷ nha anh chị nha. Rồi bây giờ Hiệp sẽ mời anh chị mình xem một khúc flycam toàn cảnh ở đây nha anh chị nha.